Hoài Lâm vui vẻ mừng sinh nhật bên người yêu kém tuổi. Tháng 11 năm 2021, Hoài Lâm bất ngờ công khai bạn gái mới khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên sau đó, nam ca sĩ và người yêu đều không chia sẻ gì về đối phương. Thế nhưng gần đây, bạn gái kém tuổi của Hoài Lâm đã khoe hình ảnh trong tiệc sinh nhật lần thứ 27 của anh. Trên trang Facebook cá nhân, Kim Ngân, bạn gái của Hoài Lâm đã đăng tải dòng story về khoảnh khắc cô mừng sinh nhật của Hoài Lâm. Được biết ngày 1 tháng 7 vừa qua chính là sinh nhật lần thứ 27 của nam ca sĩ. Anh chàng không tổ chức linh đình mà chỉ đón tuổi mới với một bữa tiệc nhỏ giản dị tại nhà riêng. Bạn gái kém tuổi là một nhân vật không thể thiếu trong tiệc sinh nhật của Hoài Lâm. Cặp đôi có những cử chỉ thân thiết nhau và nhí nhố tạo dáng chụp ảnh. Trong khi giọng ca hoa nở không màu hào hứng khoe bánh kem thì bạn gái cầm bông bóng số 27 tương ứng với số tuổi của anh. Ở thời điểm công khai hẹn hò, Hoài Lâm còn gây sốc khi để hẳn chế độ đã kết hôn trên Facebook với người yêu. Được biết, bạn gái nam ca sĩ kém anh khá nhiều tuổi và không phải người hoạt động trong làng giải trí. Tuy nhiên, cô nàng lại chấp nhận vào vai nữ chính trong MV Người Mới của Hoài Lâm. Nhan sắc của bạn gái Hoài Lâm được khán giả dành nhiều lời khen ngợi. Cô nàng sở hữu gương mặt dịu dàng, xinh đẹp, thuần khiết. Dân tình nhận xét rằng nam ca sĩ và bạn gái trông rất xứng đôi vừa lứa dù hơn kém nhau khá nhiều tuổi. Bên cạnh đó, ngoại hình gần đây của Hoài Lâm cũng được khán giả đặc biệt chú ý. Bởi sau khi tạm ngừng các hoạt động giải trí để về quê nhà thì vẻ ngoài của nam ca sĩ lại phát tướng khó nhận ra. Tuy nhiên, một số hình ảnh gần đây của con nuôi Hoài Linh cho thấy anh chàng đã giảm được cân nặng và lấy lại nhan sắc điển trai. Khung ảnh Hoài Lâm đón sinh nhật tuổi 27 bên bạn gái nhận được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Người hâm mộ cảm thấy vui mừng cho nam ca sĩ khi anh có được hạnh phúc sau cuộc hôn nhân dang dở.